Hôm nay là ngày cưới của mình, thì cảm xúc của anh lo lắng cũng như là hồi hộp và chờ đợi một người vợ tuyệt vời nhất của anh. Hôm nay là ngày cưới của mình, thì cảm xúc của em rất là rung và cũng rất là vui khi mà chúng ta đã được về chung một nhà. Một ngày cưới đối với anh và em, thì anh muốn gửi đến một người vợ, một người cô dâu của anh mãi mãi sẽ hạnh phúc bên anh và luôn yêu thương anh, và anh cũng vậy. Và anh hy vọng mình sẽ nắm tay nhau cho suốt quãng đường còn lại của mình. Không dám hứa là em sẽ là một người vợ tuyệt vời nhất, nhưng mà em sẽ cố gắng là một người vợ ngoan hiền và sẽ chăm lo được cho gia đình. Em muốn nói là em rất là thương anh. Em muốn chúng ta sẽ xây dựng một hạnh phúc với nhau và sẽ có nhiều con. Và đối với em là anh là luôn là một người tuyệt vời nhất. Câu nói của anh sẽ gửi đến em là anh yêu. Dạ, hôm nay là ngày cưới của con xin cảm ơn ba mẹ hai bên. Và con xin cảm ơn mẹ của con rất là nhiều vì đã sinh ra con và nuôi nấng con đến ngày hôm nay. Hôm nay thì con đi theo chồng, thì mẹ còn có một mình thôi, nhưng mà con sẽ cố gắng sau này sẽ dành nhiều thời gian đi chạy thăm mẹ hơn. Con cũng xin cảm ơn ba mẹ chồng đã hôm nay tổ chức lễ cưới cho tụi con và cho chúng con nên duyên vợ chồng. Con cảm ơn ba mẹ hai bên rất là nhiều. Hôm nay ngày cưới của con, thì con xin cảm ơn đến ba mẹ, gia đình hai bên đã tạo điều kiện cho con và vợ con có một hạnh phúc và một đám cưới
thật là hoành tráng, và cũng như là cảm ơn đến tất cả anh chị em bạn bè thân hữu dòng họ đã đến chung vui với gia đình của mình. Một lần nữa thì con xin chân thành cảm ơn đến rất nhiều, và xin chúc mọi người một sức khỏe và thành công trong cuộc sống, và con yêu ba mẹ hai bên. Trăng long đầu bạc, con cháu đầy đàn, ngoan hiền hiếu thảo. Tụi con chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, coi như hai vợ chồng coi như phải biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Đôi khi nó gặp khó khăn, nhưng mình có cái nghị lực để mình vượt qua, và có cái nhẫn nại để mà tìm ra được cái giải pháp làm sao cho nó hợp lý nhất.
Như vậy thì tụi con sẽ ok hơn. Thì cũng giống như ba vậy đó, cũng muốn cho tụi con là trăm năm hạnh phúc. Coi như là phải sống mà như là phải thương yêu nhau, phải tôn trọng với nhau.